Và xin chào cô chú anh chị ha. Hôm nay chúng ta sẽ sử dụng nhanh cái máy trợ thính hạt đậu siêu nhỏ. Thì đây là dòng máy sản xuất tại Nhật, giá của hãng là 3,7 triệu. Thì có những dòng máy khác là như dòng máy không dây cần có thể gắn trên bàn tay thì 2,150 triệu. Còn cái máy có dây, cái máy này to nhất nó là 1,280 triệu, thì công suất nó lớn nhất. Thì Hoàng Sơn có hướng dẫn cái video cách lựa chọn. Không phải máy mắc là ngon đâu ha, mà phải phù hợp. Thì nếu mà bà con mình đã chọn cái dòng máy hạt đậu này rồi, siêu nhỏ này rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ hướng dẫn cách sử dụng nhanh. Đây là dòng máy sản xuất tại Nhật. Trên thị trường thì có những dòng máy Trung Quốc cả nhà ha, hàng giả hàng nhái cũng khá là nhiều đó, nên là cả nhà mình nên mua hàng chính hãng để được bảo hành và được cái máy chất lượng tốt nha. Thì đi trong máy là chúng ta có những cái phụ kiện như thế này nè. Có những dòng máy có thể là hàng sách tay thì không có được bảo hành chính hãng, cả nhà mình chú ý nha. Nhiều khi giá rẻ hơn một xíu nhưng mà không có được bảo hành, có gì trục trặc thì rất là phiền quá. Rồi bên trong đây chúng ta sẽ có hai cái núm nhựa nhỏ và lớn, rồi một cái cây chổi để vệ sinh và một cái nắp pin. Nắp pin lỡ mà gãy thì chúng ta có thể thay. Rồi bây giờ cái máy này như thế này nè, cái này là mắt in da băng, phía sau hộp cũng có luôn nè, phía trước hộp nữa nè. Bây giờ mình mở máy ra thì máy nó nhỏ xíu này, nó cỡ hạt đậu trắng ha. Đó, thì đi theo máy nó là một cái đầu nhựa trung đó. Thì cả nhà mình biết đó là nếu mình lỗ tai mình nhỏ thì mình thay cái đầu nhựa nhỏ vô, còn lỗ tai mình to thì thay đầu nhựa lớn lên. Tại vì trường hợp như này nè, đây là cái micro phía sau đít, còn đây là cái lo. Khi mà cái lo nó phát ra thì nó đi vào âm thanh vào trong lỗ tai chúng ta đó. Còn nếu mà chúng ta nhét ra vô lỗ tai mà không kính nó bị hở á, thì âm thanh nó sẽ thoát ngược ra. Ví dụ như nè, cái lỗ tai mình vậy ha, nhét càng sâu, tại lỗ tai mình càng vô sâu thì càng nhỏ, mình nhét sâu vào thì nó sẽ kín, âm thanh vào rất là tốt. Còn khi mà hở ra như nè, đó, âm thanh nó thoát ngược ra, nó sẽ thu vào cái micro. Thì càng ngày nó càng lớn lên, nó hú, giống như mình karaoke, lo với mic gần nhau nó hú đó. Nên cả nhà mình có những cái đầu nhựa phù hợp để thay nha. Với cái nữa là Hoàng Sơn khuyên cả nhà mình nên đến cửa hàng để thử máy. Tại vì cái máy này hãng bảo hành chứ họ không có thu lại cái máy cũ, họ không có bán máy cũ, nên là mình gửi về mà xài không được á, không phù hợp á, thì rất là khó nha. Nên là mình nên đến cửa hàng, nhiều khi mình thử được thì mình mới xài, tại giá nó khá cao, tới 3,7 triệu. Rồi ngày xưa nó tới 4,9 triệu cả nhà ha, nhưng mà do hãng hỗ trợ giá đó nên là được giá khá là tốt. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ thử nha. Cái lo ở đây, cái micro là nó nhỏ xíu ở bên này và một cái chỗ để chỉnh lớn nhỏ ở phía sau đít. Đó, cả nhà thấy ha. Đó, chỉnh lớn nhỏ chỗ này. Rồi, bên cái nắp pin thì nó sẽ có một cái bản lề. Ngay chỗ hở này là cái bản lề nè. Và cái bên dấu chấm là chúng ta sẽ mở máy ra, chúng ta bật nhẹ lên. Đó, bật nhẹ lên, cả nhà thấy không? Bật nhẹ lên là cái nắp pin nó mở lên nè. Đó. Rồi, chúng ta đẩy nắp pin lại. Thì bây giờ mình sẽ, cái này là xài pin 12 ha, gọi là pin 312. Nó có cái đầu cộng đầu trừ, khi mà mình mở ra thì nó có một cái khuyết ở bên dưới để chúng ta gắn cái úp cái đầu nhỏ xuống, đầu nhỏ cục pin xuống. Đó, thì nó sẽ rất là kín khi chúng ta đẩy lại là vừa khách luôn. Còn nếu mà chúng ta để ngược á, cái đầu bự của cục pin xuống thì cục pin sẽ bị cao, đẩy nắp không được nha. Rồi, mình để đúng vị trí của cục pin, nó có dấu cộng ở trên cái nhựa luôn, cả nhà chú ý. Nên là cái máy này nó lại phù hợp với người còn minh mẫn nha. Ví dụ nhân viên văn phòng nè, hoặc là cô chú mình còn sử dụng những cái dòng máy nhỏ nhỏ mà mình cầm nắm tốt á. Chứ nhiều khi ở dưới quê mà mình đi hay đi đồng này nọ, mình cầm những máy này thì rất là dễ bị rớt do nó nhỏ. Đó, thì mình chọn cái máy phù hợp nha. Nó được cái rất là gọn, thời trang. Rồi mình sẽ đẩy nắp pin vào lại đó nha, bỏ tay vào như này nó hú nè, thấy không? Máy mà hú như vậy nè, mình thử như vậy là máy còn thu phát được nè, còn nó không hú á là máy không hoạt động nha. Đó, cái lo phát ra nó quay ngược lại micro. Nhưng mà nếu mà nhét vào lỗ tai mà nó hú như vậy thì chắc chắn không xài được, nên là mình phải nhét kính vào lỗ tai ha. Mình nhét kính vào nè, đẩy sâu vào bên trong đó. Âm thanh nghe rất là tốt, tại vì nó có thể chỉnh lớn nhỏ được. Và cái đây là dòng kỹ thuật số, thì Hoàng Sơn có một cái video về phân biệt của dòng máy kỹ thuật số và dòng máy thường rồi. Rồi mình sẽ thử chỉnh lớn nhỏ nha. Mở nắp pin ra, mở cái phụ kiện ra. Đó, nó có một cái đầu vít nhọn dẹp,
Thì thường cái máy đang ở cái mũi tên như thế này là ở vị trí trung bình đó, mình chỉnh nhích qua trái là nhỏ, nhích qua phải là lớn, giống như chiều dẫn nút chai, nhưng mà nó chưa tới một vòng tròn nha cả nhà, mình đừng có giọng dặn nhiều quá nha. Rồi còn trường hợp nếu mà như bị gãy nắp pin do mình bật ngược, bị gãy nắp pin ra ngoài thì sao? Nếu mà lỡ gãy nắp pin ra rồi nó rời ra như thế này thì chúng ta gắn pin vào máy nó vẫn hoạt động tốt ha, khi mà đóng nắp lại nó vẫn kín, nhưng mà khi mà tháo ra nó sẽ bị rời ra, nó sẽ bị rớt ra đó. Thì đó là trường hợp nhiều khi bà con mình có thể tận dụng xài trước khi thay cái nắp pin mới. Còn nếu mà lỡ mà mình làm gãy rồi thì Hoàng Sơn hướng dẫn cả nhà mình lắp cái nắp pin Sico vào ha. Hiện giờ cái nắp pin này vẫn còn nguyên nha, nên Hoàng Sơn hướng dẫn cách lắp nè. Đó, mình đẩy thẳng vô rất là dễ dàng. Thì cái này có thể bà con mình chưa quen á, thì gọi trực tiếp cho Hoàng Sơn, Hoàng Sơn sẽ hướng dẫn qua điện thoại cho nó nhanh ha. Rồi đây là cái dòng máy siêu nhỏ. Cách xài là khi chúng ta bỏ đậy nắp lại thì máy tự động là mở máy nha, nó có công tắc bên trong. Còn khi mà chúng ta bỏ vào cái nắp hộp như thế này nè, chúng ta đậy lại thì máy sẽ tự động tắt máy ha, nó sẽ tự động bật cái nắp pin ra. Nhưng mà Hoàng Sơn khuyên ở nhà mình á, nếu mà ở nhà mà mình đi xài nhiều á, mình đổ mồ hôi trong đây thì mình về mình nên mở cái nắp pin hở ra vậy luôn. Mình mở nắp pin hở ra vậy thì mình để gần cái quạt qua một đêm á thì mồ hôi mình nó sẽ khô và cục pin mình nó cũng không thể chảy pin. Mà lỡ mà mình có bỏ quên pin trong đây vài tháng mà mình không xài máy thì nó cũng không chảy pin, không hư máy được cả nhà ha. Cái trường hợp máy này nó chỉ hư là do bị chảy pin hư máy thôi. Và một số trường hợp như nó bị ráy tai nghẹt ở đầu nhựa này nè, thì Hoàng Sơn nói cả nhà mình có thể lột cái miếng nhựa dẻo này ra, rồi mình bỏ vào tay mà nó hú, tức là máy thu phát tốt, thì do cái cục nhựa dẻo này bị bít, bị nghẹt, thì mình có thể lấy cây kim mình sọc thẳng từ ở đây qua ha, nó thông cái cục nhựa này là mình có thể lắp vào được thôi. Rồi có gì thắc mắc thì bà con mình cứ gọi trực tiếp cho Hoàng Sơn nha. Đây là hướng dẫn cơ bản nhanh để cả nhà mình có máy sẵn, biết cách sử dụng. Rồi tạm biệt cả nhà. Có gì thắc mắc thì cứ gọi Hoàng Sơn, Hoàng Sơn thoại bên dưới. Hẹn gặp lại.